Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho được cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, hai người chống lại ba, cha chống lại con trai và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu và nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Xin chào các bạn chị em, xin chào các con quý vị. Chào đón các con đã còn bao nhiêu lâu nữa chúng ta được Giáng sinh à? Mấy tháng nữa? Giáng sinh là gì à? Mấy tháng nữa đấy? Rồi, các bạn, chào đón con chị mà đi làm hang đá. Có một cái dòng chữ trên hang đá chứ gì nữa. Bạn nào biết trên hang đá có cái dòng chữ không, có cái dòng chữ đó là thứ thiếu, thứ đủ. Dòng chữ đó là cái gì? Rồi rồi một tràng pháo tay to cho con nha. Đúng không? Câu đó là địa chỉ nào? Câu đó là địa chỉ nào? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cứu thế cho loài người yên tâm. Biết không? Rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta chương 2, chương 14, một tràng pháo tay cho bạn đó hả? Vỗ tay cho bạn. Chúa đến để đem bình an, và đem vinh quang của Thiên Chúa đến cho con người. Bây giờ Chúa đến đây Việt Nam đúng không? Có đúng không? Ai nói đúng không? Ở đây là vậy. Ai nói không đúng? Tại sao? Ai nói không đúng và tại sao? Lý do là sao? Về mặt lý thuyết là đúng như vậy. Chúa đến để ban Việt Nam. Nhưng mà trong thực tế thì đôi khi không phải vậy. Tại sao? Thì tin mừng hôm nay là không trả lời cho chúng ta. Ai biết được những chủ đề không mang quyền năng, chính Chúa cũng cố nhận điều đó. Sao ai biết? Rồi, con đọc đi. Rồi, con đọc cái câu của Chúa như thế này rồi. Thầy đến không phải là tên Việt Nam, là tên sự chia rẽ
đến đây với ai chấp là ai, với ai chấp là ai đây là một đoàn con. Rồi chính xác là có tay đâu đúng không? Cha chống lại con trai và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại và nàng dâu chống lại. Bây giờ là một đồng học trò chống lại thầy cô chống lại, à, rồi các con như là thầy chống lại. Buồn quá, cứ thương thương của em nó chưa chia bé thì bà buồn chết. Bây giờ, câu hỏi suy nghĩ nha, tại sao lại như vậy? Cứ dùng xuống thế tại sao mà em chưa chia bé như vậy? Ai biết không? Là tôi, tại sao Chúa xuống tiền nhà lại gây nên chia bé như vậy? Thứ nhất là luật của Chúa đó, ngược đời. Sao vậy cha? Các con không biết luật Chúa ngược đời chỗ nào? Bây giờ bảo mừng cha đạo anh chị cho bảo nha. Matthew chương 5 câu 38 đến 39. Rồi vì ngược đời chỗ nào bây giờ chúng ta đọc không biết rồi. Rồi, đúng rồi, tôi sẽ có tay các bạn em và các em nha. Luật dạy là mắt thì đền mắt, mà răng thì đền. Nghĩa là sao? Ai biết nghĩa là sao? Mắt để mắt là răng là sao? Bây giờ chẳng móc một con của con. Con móc gì vậy? Móc răng. Mắt để mắt đó là người kia móc một con mắt thì mình cũng móc lại một con mắt. Nó bẻ một cái răng thì mình bẻ nó một cái nào không? Bẻ là một cái răng mô, đó là mắt để mắt, răng để răng. Là người đời như vậy. Và luật Mô-xê cũng dạy như thế. Nhưng mà thầy bảo cho anh biết cái này cứ chung dạy. Ngược lại, đừng có chung cường người khác. Trái lại nếu ai vào mắt bên phải thì dơ cả mắt bên trái là nếu thấy ngược lời không? Còn có thấy ngược lời chưa? Đó, tốt rồi. Lời Chúa dạy được đời và vậy nên là có người thì làm theo cái sự được đời đó, có người thì không chịu nên là chia rẽ gia đình. Và lý do thứ hai là khi làm theo lời của Chúa chúng ta phải hy sinh. Cái người tù của mình, cái kẻ tù của mình không được phạm tù à, mà phải yêu thương và cầu nguyện cho người đó nên là khó. Và lý do thứ ba là con người có tự do, Chúa không có bắt buộc nha. Ngài chỉ mời gọi thôi. Con hãy làm như này, hãy làm như khác. Chúng ta có tự do để tự chủ điều đó luôn. À, và với ba cái lý do đó thì có người con theo đi Chúa để thực hiện, cũng có những người không có tuân theo nên khiến xảy ra chia rẽ, nên khiến xảy ra chống đối nhau. Rồi bây giờ chúng ta thấy cuộc sống thực tế của chúng ta. Cha đố các con tự nghĩ rằng khi cha đến giáo xứ của mình giúp cho các con thiếu nhi, cha đã làm cái gì mà khiến cho các người khác có thể chống đối cha? Xin nghĩ thêm rằng cha có cái lời khuyên nào hay lời chỉ đạo nào mà khiến cho có những người không chống đối cha? Rồi cứ nói đi, cha có đủ mặt nhà cho các con bên đây tự nha. À, cha bị một người đi lẽ rồi còn người chống đối hoặc từ người ra nó chưa có rõ lắm nha. Rồi có ai nữa không? Có ai nữa không? Cái lời khuyên mà nó là lá. Rồi con thử
cái ví dụ thôi, chú nhận vừa rồi là chúng ta không có gì đặc biệt, và ngoài biết không có gì đặc biệt sau một tuần khác rồi bây giờ là cái này là lắm nhiều người không có đâu, nó có cái gì đặc biệt sau một tuần khác. Đúng rồi, những kịch thì nó sẽ chịu gì? Tại sao người ta lại cho đổ ra? À, đúng rồi, đúng rồi, bây giờ cảm ơn con, một cảm tay cho con nè. Khi những kịch như vậy mà cho tất cả một đoàn, đặc biệt là các con đó, ý thức được cái chuyện truyền giáo của mình mà đã làm thì nó sẽ mất giờ. Và tất cả các nhân viên chúng ta cũng nhiều đó, mất nhiều giờ. Nên là có nhiều người là tu giờ là chỉ cần nói được rồi, có thể biết được mất công việc làm của tôi đi lương hồ tôi đợi ở ngoài con cái khóc nhé nhé ông này rất tuyệt, ví dụ vậy đó là sự sống tố à, thì thôi đến làm nhà Chúa mà tôi biết đến người này người khác thì nó rất là bình thường nữa, không có chuyện gì mà làm vừa lòng hết người ta. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa sống thế mà cũng đâu có chiều lòng được hết mọi người đâu. Rồi đó chuyện của cha, cái gì chuyện của các con, các con tự cho cha một ví dụ mình làm theo rồi Chúa và bị sống tố rồi. Mình là theo lời khuyên của Chúa ở trường, ở nhà hay ở nhà thờ chẳng hạn, là theo lời của Chúa hay là của các cha, các thầy, các chị em, giáo viên, các chị giáo viên dạy cho mình, các bạn thì cho bố thì xem cho một ví dụ thôi, có không? Ở dưới này có ai có ví dụ không? Không biết hả? Có không? Rồi cho ví dụ ha. Bạc thang, thang thở bằng con đề gì? À, bạn Huy, cho ví dụ như bạn Huy thấy hai bạn này đánh nhau này nè. Rồi bây giờ cha sẽ thấy cha hỏi bạn Huy, con có thấy hai bạn đánh nhau hay không? Nếu như con trả lời có thì sao? Nếu con trả lời có thì chuyện gì xảy ra? Không biết hả? Rồi cảm ơn con. Nếu trả lời có thì hai bạn kia nó bảo à dám hết là xấu là tôi như cha đúng không, bò xì luôn ha, là trong tối đó. Còn nếu như trả lời là không thì mình sẽ bị phạt cái gì, không lỗi gì, đau chú là không theo lời chú nhận đó. Nên là các con cũng phải có những chọn lựa như vậy, và đã có nhiều mà đã trả lời không nha, bởi vì sợ là từ bạn kia của mình bò xì mình ha, trong tối mình, nên làm như vậy là không đúng. Các con phải làm vì Chúa vậy, vì lời của Chúa, vì người ta chân tốt của Chúa, người ta đáp hạ của Chúa thì nó không phải vấn đề, và Chúa chúc phúc từ đó nữa. Bây giờ sẽ đọc các con một cái câu lời Chúa và đáp lại cái vế sau, phúc thay ai thì đáp hạ thì sẽ phúc chi, và đáp lại cái vế sau đây. Rồi các bạn sau đây bằng cái vế đạo đưa biết quay lại. Còn cái câu đó là chỉ nào nha, để các bạn gặp theo nha. Phúc thay hàng thì khách hàng thì sẽ phục chi. Khách hàng thì tốt. Câu sau là gì? Mở cái này, rồi rồi mở nữa. Con nói đúng rồi, cái câu đó thì chỉ lúc nào mà câu bị gì đó. Rồi con Chánh gia là mắt theo chương 5 câu 10. Đại gia là mắt thay ai và bắt hại thì sao không chưa vì nếu giờ đúng không? Rồi, hôm nay chúng ta đúng rồi nha. Hôm nay cô lời Chúa mời gọi chúng ta khi chúng ta Chúa xuống thì đem bình an đó. Nhưng mà người ta có thể nhận hay là từ chối Chúa, và chính vì cái sự tự do nhận hoặc là từ chối đó khiến cho con người có thể chia rẽ nhau. Thì vì lời Chúa cứ phúc trong mắt theo chương 5 câu 10, phúc thế ai thì bất hạnh thì sẽ không chính vì đứng chờ là của họ. Còn chúc các bạn chị em cũng như tất cả các con thiên nhiên chúng ta sáng suốt để cho lời Chúa và thực hiện, và cho dù nếu có điều chống đối chúng ta vẫn cố gắng thực hiện, thì chúng ta vào việc đó.